Hôm nay quay xong, ngày mai lại quay tiếp. Thử xem là hàng ngày chúng ta sẽ được free một lần. Nên hôm nay các bạn quay xong đấy ạ, ngày mai các bạn lại có thể tiếp tục click tiêu diệt quái vật và nhận quân huy tiếp. Xin chào anh em, khi anh em đi đơn, việc kết hợp các combo của vị tướng thực sự gặp khá nhiều vấn đề. Lý do bởi vì giao tiếp khó khăn nên sẽ có tình huống không được như mong đợi. Thằng thì lao vào giao tranh, thằng thì không vào, đang mải farm. Chưa kể khi game còn một vài vị tướng sở hữu các bộ kỹ năng có thể gây bóp cho đồng đội, cho tình huống giao tranh không đáng có. Và đôi khi nó trở thành vô duyên với các pha bóp đồng đội thốn không thể tả. Ví dụ như team Kongrak kéo nhầm tướng địch về giao tranh, hay là sử dụng mắc lao vào giao tranh và chẳng ai phụ giúp bạn. Vậy nên em muốn làm video này để giúp anh em có các lưu ý cụ thể và vào trận đấy ạ. Lỡ gặp và chẳng may bị bóp thì đừng vội chửi nhá, đen thôi. Bởi đây các vị tướng đôi lúc sẽ gây ức chế cho đồng đội đấy. Và anh em đừng quên ủng hộ S bằng cách đó chính là like video, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận thông báo video mới nhất nhé. Và nhớ tham gia event nhận cạc Grena Free hàng ngày ở top cuối video, chớ bỏ qua nha anh em. Thứ nhất, Elsu, nói khả năng gây ức chế thì không ai qua nổi Elsu, kể việc gây ức chế ở team và cả đối thủ. Đối thủ thì lo ngại đầu game các pha chiêu hài quá ghê, đồng đội đôi lúc sẽ cảm thấy bực mình khi ngắm hộ ai mà toàn trượt, hoặc là khi Velvet địch toàn bị tướng băng xả khiến Elsu không bắn được, sự đổ thừa cho pick Elsu là thua. Sức mạnh Elsu với cú bắn phi kích khiến đối thủ phải hoang mang lo sợ, nhưng trượt thì là cả vấn đề. Trước kẻ thanh niên chỉ ngắm bắn chứ không chịu bắn tay, đến lúc kẻ địch dí sát người không để ý. Giữa tình huống đặt chưa một, kẻ địch nghĩ là hack map đi đâu đều biết. Lý do bởi vì Elsu là vị tướng khó chơi, cộng thêm chất tướng cấu rỉa phụ thuộc khá nhiều đồng đội. Elsu cấu rỉa mà không ai dùng án thương thì hơi phí phạm, hơn thế cho tranh tổng nhưng anh em không hiểu rõ về chất tướng, dẫn đến các thiệt thòi về sát thương mà Elsu đóng góp cho tranh. Rất khó bằng các vị tướng xạ thủ khác nếu anh em không chơi đúng cách. Đúng là chỉ có Elsu mới hay bị chửi từ khi pick và cả gánh team thì hay bị gọi là cá ép mạng. Chúng ta sử dụng hiệu thần quang hoặc là chuyển sinh, nâng mắc chiêu 2 và cài máu thứ nhất, phép bổ trợ tốc biến. Nhất từng nói rồi, Elsu là vị tướng rất hợp với các vị tướng sát thủ dạng sốc như kín nắc, giang ta, đắc. Tuy nhiên cũng khá sợ vị tướng lao vào và độ cơ động cao nhà Nakroth, Victor hay kể cả là Omen, bởi bọn này rất là khó chơi. Meta này ép khuyên anh em lên thẳng Muramasa ở slot thứ hai để có lượng xuyên giáp sớm ngay từ đầu game. Chúng ta nên ngắm bắn xoay chiêu, hạn chế quá lâu, tránh bị lệch, cố gắng nhắm vào các vị tướng thiếu cơ động, máu giấy hoặc đang bị khống chế nhé. Anh em mà chơi chuyên Elsu sẽ có khả năng ngắm nhanh và chuẩn dù không cần ghim chiêu hai quá lâu. Đặt chiêu một đúng vị trí, tận dụng tối đa 3 mắt để bạn để kiểm soát tầm nhìn, đặc biệt là ở các vị trí quan trọng. Lối chơi cơ bản nhất vẫn là anh em cấu rỉa chơi tranh. Ví dụ có 3 viên thì rỉa 2 viên trước, dành 1 viên ở giao tranh. Kẻ nào bỏ chạy thì dùng hoặc là giao tranh Elsu giữ vị trí và bắn tay những vị tướng xạ thủ khác. Kẻ địch mà áp sát vận dụng ngay trước cuối hoặc là bắn thường vút chiêu 2, chúng bạn đừng có ngắm rặn nhá. Thứ hai, Enzo là vị tướng sát thủ đi rừng có bộ kỹ năng tương đối khó sử dụng. Bộ thức của Enzo xoay quanh chiêu 2 cơ hồn và nếu sử dụng trượt thì phải từ từ đánh thường và khống chế. Điều này hưởng rất nhiều từ sức mạnh của hắn ta. Khó sử dụng nên Enzo khá kém người chơi. Anh em muốn chơi tốt vị tướng này phải bỏ thời gian luyện tập và thuần thục bộ kỹ năng gây hiệu ứng khống chế và tối ưu cái lượng thương mà vị tướng này có thể mang lại. Đặc biệt là khi có lợi thế ép đường thì snowball cực kỳ mạnh. Chúng ta có thể vận dụng hiệu đấu khí hoặc là du hiệp nâng mắc chiêu 2 và cài máu thứ nhất. Đối đầu với Enzo, kẻ địch sợ nhất chắc chắn là cú chiêu 2 chính xác và sau đó là khống chế hất đi phía đồng đội và bắt đầu hành tỏi. Đương nhiên bộ kỹ năng này nếu sử dụng không tốt đôi lúc sẽ mang lại hiệu ứng trái chiều, như là anh em chiêu 2 nhiều mục tiêu rồi hất nó về theo một bản năng, hay là đồng đội đang muốn khống chế anh em lại hất đi hướng khác. Và đôi lúc khi kẻ địch quá tinh ranh, ao của ném chiêu 2 của bạn bằng cách là đổi hướng ngược lại khiến anh em ném chiêu 2 kẻ địch bay ra xa vị trí và khiến kẻ địch bỏ chạy. Enzo đam to nhưng máu lại cực giấy nên chúa hiệu khống chế thì dễ toang. Các vị tướng có khống chế tiếp tục như là Alice, Alistair hoặc là Arum sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho vị tướng này. Chưa kể các vị tướng cơ động dễ dàng thoát khỏi chiêu 2 của Enzo, anh em có phải tung chiêu 2 thật kỹ và chính xác. Vì nếu đi xịt chiêu 2 có thể nói giảm sức mạnh đáng kể, nhưng còn việc xịt thì anh em đừng quá quan ngại gì cả, vì đó điều bình thường, chẳng khác gì là anh em đánh Grack đấy ạ, kéo trượt mà thôi. Cứ từ từ đánh tay khống chế địch trước, chiêu 2 hồi nhanh, anh em cứ vậy mà thi triển là ok nhá. Chiêu của Enzo để lao đến và áp sát mục tiêu, nhưng cần phải bình tĩnh để có thể quyết định kích hoạt hay là không. Nếu đối phương đang có vị tướng khống chế mạnh thì nên bảo kê, thì chúng ta kích hoạt chẳng khác gì là đưa chúng ta lên bảng điểm số cả. Vậy nên không phải là kéo trúng chiêu 2 là chúng ta hất kẻ địch về bằng chiêu 2 luôn, hay là không phải là kéo trúng chiêu 2 là các bạn vận dụng ngay chiêu 3 được đâu. Không cẩn thận là toang đấy. Anh em tích cực đánh thường và dùng chiêu 2 đúng lúc, đúng thời điểm và đúng mục tiêu nhá. Thứ ba, Wonder. Điều con bài rất là đa năng, đi được nhiều vị trí, do anh tổng rất là mạnh khi có thể kết hợp tốt đồng đội. Đã từng hướng dẫn cho anh em combo khó chịu của Wonder chính là kéo chiêu 2 và 3 đồng thời,
Điều nói ở đây là làm sao phát huy được sức mạnh của chiêu 2 thì không phải đơn giản. Thực tế thấy nếu anh em không để ý đấy, Wonder có rất nhiều ứng từ chiêu 2 như là kéo kẻ địch về khi kẻ địch thấp máu, hoặc là phi về phía kẻ địch và cánh góc. Ngoài ra tình huống vượt địa hình, chạy trốn và giữ khoảng cách, và thậm chí là một pha mở tranh tuyệt vời với chiêu 2 và 3. Tuy nhiên không phải lúc nào đều có thể thuận lợi, vì chiêu quá bé anh em thì dễ dàng trượt chiêu và kéo không đúng mục tiêu, có thể đưa anh em lao vào trụ kẻ địch, hoặc là lao thẳng vào giao tranh, hay là các tình huống giao tranh đang ra phải kéo trụ được về lại kéo nhầm thằng. Bởi vì chỉ cần kéo nhầm thằng Ma Lốc hay thằng Thên dưới 50% máu, bọn nó vẫn rất là trâu bò và đáng gờm, khác xa một xạ thủ dưới 50% máu đấy nhá. Chúng ta sử dụng hiệu ma tính, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, đi đường hoặc là trợ thủ anh em cầm tốc biến nhá. Wonder kết hợp tốt với các vị tướng có nhiều khống chế cũng như là khả năng băng xả như là Ma Lốc, Richter hay là Omen. Tuy nhiên lại khá sợ bọn thả diều rỉa máu như Ignis, Hayate và Slim. Wonder có nhiều cách để có thể lên trang bị, tùy vào tình hình trận đấu mà các bạn có thể lựa chọn lên đam, lên thủ hoặc là semi nhá. Cơ chế Wonder này khác nhiều, anh em có phải sử dụng hợp lý nội tại, nhớ là đánh thương liên tục để kích nội tại và cấu để kẻ địch. Anh em tung chiêu nhớ đam xen đánh thương để tối đa lượng thương và từ từ tung chiêu thôi đó. Wonder con bài mở tranh tốt, anh em tận dụng tình huống băng trụ, gánh đam hay là búp giáp trường đội thì các bạn tận dụng chiêu cuối. Một con bài ngon đáng đầu tiên, đi rừng dù bị giảm khá khá sát thương chiêu một lên quái nhưng vẫn được. Ngoài ra số đường và trận thủ đều ok nhá. Thứ tư, Showman, lối chơi đa dạng, đi được nhiều vị trí. Đáng ra Showman phải được nhiều anh em chơi mới phải, nhưng vì yêu cầu kỹ năng và thời gian luyện tập nhiều, chưa kể cái địch và làm tướng khống chế, bọn nó lên đồ làm chậm thì quá khó Showman được chơi. Và nếu như anh em là một người chơi chụp hành tạo Showman thì chắc chắn sẽ trở thành quả tạo team trong nhiều trận đấu. Dạng như anh em lao vào không bay tiếp đường hoặc là ủn không được thì lại cực phế. Rồi team bắt người ngon lành, Showman đẩy cái địch ra xa các kiểu, nhất là mấy ông tung chiêu định hướng mà team có Showman thì đến khổ, sẽ rất khó khăn, đặc biệt là các chiêu thức định hướng như là bọn yêu thuyền mà Showman đi cùng nhau thì rất hay bóp nhau. Tuy nhiên khó là một chuyện, nhưng sức mạnh Showman là điều không phải bàn, không phải pick, nhưng vẫn là con bài nguy hiểm trong trận đấu nhất định, đủ sức xuất hiện tại giải và pha ủn đẩy trước các đội hình kẻ địch, khép góc bắt chủ được kẻ địch ok, kiểm soát thế lính mạnh. Showman ưu tiên pick khi địch có nhiều vị tướng thiếu cơ động, nhưng lại cực kỳ có chơi nếu các trận đấu địch có nhiều khống chế, giảm đi rất nhiều tầm hoạt động của Showman, hay là bọn xạ thủ chăn thả kiểu Heate lên áo băng thì quá khó để được chơi. Chúng ta sử dụng hiệu du hiệp là chuyển sinh, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc hành. Showman rất mạnh khi đi có vị tướng khả năng khống chế kẻ địch, giúp hắn ta ủn đẩy đơn giản hơn. Sức mạnh kết hợp với team đánh đầu game và ra danh khỏe. Với Showman, khi bạn phải đối đầu vị tướng có công kích cứng hoặc là liên tục như Aether, Arum hay là Gidu sẽ hạn chế rất là nhiều sức mạnh. Vì bộ kỹ năng của Showman cần tích nộ nên khi bị khống chế mất hoàn toàn điểm tích nộ trước đó, hay đơn giản như Oma, Sepeda quá nhiều khống chế và làm chậm. Anh em đánh Showman cần phải xác định đúng mục tiêu để lao vào, hoặc là có thể chơi theo một cách an toàn là bảo vệ nguồn sát thương chủ lực của team mình. Nếu chẳng may kéo về lết, anh em cần thay đổi chút lối chơi, nên đẩy đường và khi giao tranh nhanh chóng di chuyển hỗ trợ cho team. Với khả năng cơ động tốt, anh em điều lính dễ dàng và tiếp cận khép góc chủ lực kẻ địch cho đồng đội của mình được chơi nhé. Và nếu gặp team làm khống chế, việc để giành chiêu 2 là cần thiết, giúp anh em hóa giải khống chế và đào thoát nhanh chóng. Hay nhiều anh em đưa Showman đi trợ thủ, tận dụng luôn đồ hóa giải giúp anh em ủn đẩy dễ dàng hơn. Đương nhiên khi anh em tung chiêu và khi nào ủn đẩy thì nhớ chú ý cách thức của đồng đội nhé, đặc biệt khi anh em gặp cặp như là bọn Enzo, Rat và điêu thuyền chẳng hạn. Thứ năm, Badum, trâu bò, khống chế, gank và bảo kê tốt vẫn là điều anh em ưa thích ở vị tướng này, cũng bởi vì chống chịu trâu bò, chiêu ai anh em bật đúng lúc thì rất khó bị a gục. Điều nói ở đây là Badum ở chiêu một hất đối phương về, bắt giữ tướng địch bằng chiêu quân địa giam. Với kỹ năng khống chế tốt như vậy, bạn có thể loại bỏ rất nhiều kẻ địch ra khỏi giao tranh. Nói đơn giản nhưng thực hiện và kết hợp combo của Badum thì không phải đơn giản như vậy, nhưng lúc còn bóp cả team, kiểu như là không hất chủ lực kẻ địch mà hất tanker về. Chưa kể bắt người ngon, tự nhiên Badum chôn cái, không dồn ra thương được nên kẻ địch chạy thoát. Mặc dù là bị tướng ưu tiên cho anh tổng, nhưng chỉ cần một chiếc cuối sai lầm là đi hơi bị xa đấy. Chúng ta có thể sử dụng hiệu mộc giáp, đấu khí hoặc đơn giản nhất là trói buộc, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc biến. Đồng đội Badum nên là vị tướng khả năng dồn thương nhanh nhờ ký nắc ngộ không ra ta. Nói chung là úp mộ sang là bọn nó phải có sát thương để mà trồng vào nhá, kể cả là Rorion. Anh em lên đồ cho Badum thì nhớ chú ý ưu tiên lên đồ thủ, hạn chế với trang bị như là áo lửa, áo băng, địch khỏe con nào lên đồ khắc chế con đó. Phép lắm thì lên kháng phép, giáp càng nhiều đa bằng to hơn cho anh em nhá. Anh em chơi Badum thì đừng vội sử dụng chiêu 2, mà hãy sử dụng hợp lý để có thể giảm sát thương phải nhận, giúp anh em trâu bò hơn khi bạn băng xả vào trong giao tranh. Badum con tướng phát huy được sức mạnh tốt nhất khi đi cùng đồng đội, thế nên trong đoạn đầu game đấy, anh em thường xuyên di chuyển ra đường mid để có thể hỗ trợ đẩy lính, tạo ra tình huống khống chế đáng gờm, hỗ trợ cho vị trí sát thương chủ lực.
Về tầm giữa và cuối game, anh em tận dụng Badum để tham gia bắt lẻ, đặc biệt trong giao tranh hay là cạnh tranh mục tiêu lớn. Một chương chiếc cuối, kẻ địch khó an tà thần ngay. Cuối game nếu mở được giao tranh thì chiếc cuối sớm, còn không anh em giữ chiếc cuối lại để bảo kê đồng đội của mình. Vẫn biết là có những khó khăn nhất định khi anh em cầm các vị tướng này vào rank, nhưng thay vì cứ sợ mắc sai lầm thì anh em nên chú ý các lưu ý mà đã hỗ trợ cho anh em để thể phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng này. Còn nếu chẳng may bị bọn nó bóp thì thôi, tự nhủ là đến thôi chứ đừng chỉ bới gì cả, mất đoàn kết là toàn ngay trận đấu đấy. Và câu hỏi video hôm nay đó chính là, theo anh em, vị tướng nào có thể bóp đồng đội ghê nhất nếu sử dụng chiêu không hợp lý, vì sao? Nhớ kêu gọi bạn bè like cho bình luận của anh em và nhận card Garena nhé. Và xem video này nhớ like để tổng video đủ 2000 like, đủ điều kiện trao quà nhé. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.